Rồi chào anh em nha, hôm nay mình lên cho anh em full set bình xăng con co xăng của hàng Yoshimura Zin Nhật Bản nha anh em. Anh em mình lên cho anh em nguyên set đó là bình xăng con Yoshimura ID24 nha. Anh em thấy cái bình mà họng ID28 rất là nhiều, nhưng mà riêng cái dòng mà ID24 này anh em thấy cực kỳ ít nha anh em. Đó, cái bản mà ID24 mà tại Việt Nam mình anh em thấy rất là ít. Thì cái dòng này là thích hợp cho anh em chơi dòng xe là máy hơn 100 trở lên, hoặc là đang cạnh cái máy nhỏ nhỏ 52, 54 dinh dinh rồi kia, rất là đạt nha. Đây là cái set này là nó sẽ sử dụng luôn cái co xăng có cái có thể mình xây tới xây lui nha. Cái bản này dạng như là cái bản cũng đặc biệt á. Tình trạng là hàng zin tháo xe kho từ Nhật về, tình trạng lai new như mới đó, nói chung là đẹp lai new nha anh em, không lỗi lầm. Tất cả là long lanh từ A tới Z, từ bên trong đến bên ngoài, bảo anh em thầy thợ test. Thì cái bình Yoshimura ID28 này mình bán cho anh em với giá là 5,5 triệu nha anh em. 5,5 triệu cho cái bình Yoshimura ID24 cực đẹp này nha. Đó, tình trạng là lai new nha, như mới, chả khác gì bình mới tập hợp đâu. Đó, anh em mình thấy cái cây cả co xăng nè, nó chỉ có mấy cái nó còn rất là bóng luôn, chứng tỏ là người ta sử dụng rất là ít. À, rồi cái bình xăng con Yoshimura ID28 này mình bán cho anh em với giá là 5,5 triệu. Anh em nào có nhu cầu liên hệ mình nha, 0933996332. Bình cực đẹp như mới nha anh em, ID24 nè, không xăng 24 nha. Bao anh em thầy thợ test đúng hàng zin không, đẹp như hình ảnh, không lỗi lầm. Giá 5,5 triệu, giá thơm quá anh em ơi, nhanh tay anh em ơi.